sau khi khoan mặt hoàn thành thì sẽ chia ván ra quy cách. Đây là bàn để ra phôi. Rồi, có chiếc máy này việc làm tủ bếp sẽ trở nên rất dễ dàng. Chỉ cần một người biết sử dụng phần mềm mà chúng ta có thể khoan cắt và làm ra được một chiếc tủ bếp trong thời gian rất là ngắn, từ mấy năm đến 20 phút. Sau đó thì việc đem đi ráp thôi.
xong một chiếc tủ bếp